Điện dân dụng, điện điện nhà bây giờ mà say thì nó hơi tốn điện, thì cứ 500 tiếng. Cái có tí anh ơi. Đây. Cái anh trả ra nào. Đâu vào trong kia. Để em tí anh làm gì cần thu cái cháu đi nhá. Vâng, tí xay xong. À, mới mua đẹp hôm mẹ mượn. Trên này anh thì điện điện dân dụng, điện điện nhà bây giờ mà say thì nó hơi tốn điện, thì cứ 500 tiếng. Cái em tí anh ơi. Đây. Đâu vào trong kia. Ngồi vừa nữa. Mày cứ để nó say ra rồi mở cái này mở ra nó mà. Trời ơi rộng chán. Ra đằng kia cái chó nó để nó cắn cho. Kho lúa tao không lúc nào lấy nha. Em đang hết lúa cho em đông người lắm. Cái này cắm không phải? Không có á. Anh cắm từ ngoài kia cắm vào đi. Anh mở cửa này cho nó ma tí anh nhá. Điều hòa cho nó ma. Ừ, đóng lại bảo điều hòa. Ừ, điều hòa cho. Mở điều hòa cái đây xong rồi. Anh ấy tiền thôi mà, nó bảo là lấy 500 tiếng rồi để chứ. Đúng bố á. Tính nhanh của bài. Đúng tính nhanh của bà. Bà 500 một tiếng rồi phải đào hàng đi. Vâng mày bác. Đâu chú nào anh? Thôi thì cần cắm một cái quạt rồi. Ở đây trong này có chú cắm đây. Không có. Không có á. Cắm điều hòa luôn. Bật điều hòa lên anh. Bật điều hòa hai điều hòa mà. Điều hòa mà phòng không qua của anh ấy. Đấy qua đậu phòng ấy. Bây giờ em bảo đóng hàng cho anh trừ tiền. Đúng rồi như này nhá. Chỗ này là nếu mà tính là thằng Khánh bà ra anh là không được này. Bây giờ là 500 ngồi tiếng. Ngồi đây. Nếu mà anh bật thêm nó khoảng điều hòa nữa tính theo anh 200 nữa. Tại vì bây giờ điều hòa nó không có chú ấy nó toát ra hơi nhiều. Ngồi đây thì hơi ám phòng. 700 nhiều tiếng. Được, thì vào đi ạ. Thôi anh cứ làm như thế nào thì anh em được. Được thì vào việc. Em lên đóng hàng cho anh trừ. Không. Được thì vào việc. Ôi đẹp đây là đóng hàng cho anh trừ. Không, trừ. Tao không cần này. Em biết anh nhiều hàng rồi đây rồi. Đây nha. Mát hỏng thì mát rồi. Mát thì mát mà. Mát. Ôi không phải điều hòa đâu. Mát thử. Anh bật điều hòa lên cho. Không phải đâu. Điều hòa tích tiền. Đi gọi tích tiền. Thêm 200 nghìn nữa. Có điện mà điện lên. Đấy, có điện mà. Rất kỳ vọng cái gì thêm 200 nghìn nữa mà kêu tiếp tiền. một bữa thì điện này của nhà anh vào một tháng. Bảo chị này thì để giúp bao tiền cần thôi, không mua. Chị xem mà. Thì nó tính giúp 300 rưỡi cần để hết tiền. 308 38 à? Chỗ anh em vậy chắc chỉ cho 300 nghìn. Được không? Thoải mái không? Mát không? Rồi đấy mất mấy giờ có vậy? Mát không? Chiều có điện. Ăn đừng rượu rồi. Anh
thật 1 2 lần anh giúp được, nhưng mà tính mình hết cái nghề này mất điện rất là nhiều lần. Đúng rồi. Không thể giúp được mà anh. Cho anh em mình liên kết nhau tí. Có anh em mình là để mà lâu về mà dài lắm thì là tính vào 500 tiếng. Mà nãy tí anh em anh lấy là 4 lít rưỡi. Cộng thêm tiền điều hòa là 200.000 thì anh lấy 100 rưỡi thôi. Là tổng là 600.000. 1 tiếng. Anh em say từ bắt đầu say đến lúc mà làm mà 1 tiếng em thì lại cho anh còn quá 30 phút anh tính thêm 2. Như đi chơi nét luôn. Như đi chơi nét. Cứ bật máy là tính tiền đúng không? Không? Dạ, dạ. Dạ, đây này mới bắt để riêng cho Khánh say say. Anh biết là có ngày hôm nay nên anh mới làm thế đấy. Em biết kiểu gì anh có ngày anh lấy tiền của em nên vậy em đặt máy phát rồi, anh hiểu không? Nên vậy chắc là lần đầu chắc là lần cuối em đặt máy phát rồi. Sớm muộn kiểu gì mùa hè này mất điện nhiều em đặt máy phát rồi. Đấy rồi, khả năng người ta đập cửa rào. Đập cửa rào. AD không phải là qua rồi giúp bán rồi. Cái loại trước mắt em đây ra xem mẹ làm cho anh ngủ đấy. Đấy. Qua mới ngủ đây sao? Ta chuyển đây ngủ đây. Tôi đây đóng hàng cái này. Đó là 5 mạng rồi. Để em Khánh đóng hàng trừ. Được rồi. Được rồi. Xin mày ngáp luôn. Nếu hôm nay bạn đóng hàng rồi đấy. Đó chưa? Đã chưa? Ăn ngủ vậy. Ăn đủ không? Đi mãi lên từ đây. Giao mấy người giao chẳng bọn sống kỳ hậu. Cái này bây giờ là đi rồi. Bây giờ là đi rồi. Ăn hết chưa em? Không rồi. Em đang bị ốm tí. Đây là mẹ anh nhưng mà là nhân viên chốt đơn seller. Seller. Kia seller kia nữa. Đây. Đây là chuyên gia tư vấn khách hàng. Telephone. Hay là đơn có vấn đề thắc mắc thì lại tối giải quyết. Giờ mấy nay bận bán hàng quá. Anh cũng nào anh em bảo cho gia đình đi du lịch đi em ơi. Này cho gia đình đi du lịch đi. Mày người đất cao hơn lần này còn mưa. Lông lái rồi, bắt đầu mọc rồi. Ừ, chuẩn bị là anh em làm thêm cái thuốc tẩy lông mạnh này. Mình sản phẩm tẩy lông mạnh, mày có không? Thế sửa ý nha, tôi nhổ nha, để mấy đứa làm thí nghiệm nha. Chụp ảnh nha. Được. Em đang nuôi lông mạnh để thấy của anh. Từ hôm qua đi ship con cái nhiều ấy, mồ hôi nó ra là có cái lọ chỉ của anh 2 tiết. Rồi. Đấy, cho bọn là. Bà đấy nhá, ấy ra, con làm sao đẻ chưa? Sao sao vậy? Không à? Nó vào đẻ thì ấy anh em, trốn đi nhá. Cắn nha, cắn nó bạn không gì đó. Nó ăn em thì chị xem cắn anh. Bà đẻ dữ lắm. Cắn nó có độc, nó cắn độc cả lưng là nó cắn này. Ở nhà anh hiện tại à? Chỗ nào có điện? Chỗ nào có điện mà? Chỗ nào có điện? Nói hôm nay họ đang xây đằng sau nữa. Nên em đang phá khu cho bao lâu? Em báo mất điện đến chiều. Thông báo phải hả? Này, 2 ngày một lần. Hôm nay thôi. Không, này nhà nó sẽ mất điện. Nó mất điện nhiều đấy. Phiền 2 ngày một lần. Hà đi ra đây gió. Rồi em đi lấy nước ạ. Đi lấy nước.